Mọi người biết Lan ở đâu không? Lan ở chợ hoa. Chợ hoa nè, hoa đào nè các bạn. Đó, mình đi coi chợ hoa ngày Tết nha. Mời các bạn theo chân mình đi. Mình đang ở LA, ở trên Los Angeles đó. Họ bán hoa ăn Tết nè, quá đẹp luôn nè. Con muốn đi đâu, con có thấy hoa chưa? Quá, mấy cái cây này họ bán nhiều quá ha. Ôi trời ơi, mời hoa nha các bạn. Đây nè, hoa nè, đó, hoa gì không biết nữa mà nó đẹp quá chừng luôn đấy. Chợ này là chợ hoa sỉ nha các bạn. Rồi, look, yes, chợ hoa đó. Oh, wow, hoa này hoa gì nhỉ? Bên đây có hoa nữa nè, hoa hồng 6,50 đồng. Trời ơi, Lê ơn đẹp quá nè, Lê ơn có 6 đồng bó đẹp quá hả? Nè, hoa lá nè, họ bán lá luôn nè. Đó, nè họ sỉ các bạn, mình lên đây mình mua chợ Tết. Oh wow, bên đây có hoa nữa nè, hoa lan này con. Wow, đẹp quá. Đó, hoa rẻ ghê chưa, có giá luôn nè các bạn. Ở dưới mình hoa mắc à, mình lên đây mình coi thấy nó rẻ. Ở dưới mình hoa nó mắc lắm. Trời ơi, đẹp quá à. Nè, hoa đẹp, 2,50 đồng một cái hả? Đẹp quá. Wow, wow, wow. Đó, thấy chưa? Dạ, 2,50 đồng each. Cái này nè. Cái này hả chị? Dạ. Cái gimbal. Cho em chụp cái hình đó. Smoothie. À, nó smooth. Có nhiều loại lắm chị. À, iris nè. Đẹp quá, có 5,50 đồng thôi các bạn, 4,50 đồng gì đó. Spider là cái hoa cúc nè. Trời ơi, rẻ, 5,50 đồng à. Đẹp quá, Mỹ Linh. Trời ơi, nhiều hoa đẹp quá nè, 7,50 đồng, 8 đồng. Ở chữ Ngọc. Bộ gì Mỹ Linh? Hả? Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá các bạn ơi, mê quá à. Đi đi đi, nó đòi đi không mà, nó ngồi trong xe nó bắt đẩy không rồi nè. Đòi đi thì chưa chứ. Nó đòi đi theo chị Mỹ Linh ấy. Ủa, em xuống muốn đẩy xe không? Bảo kéo cái này cho chị Mỹ Linh đi. Cô Diễm đâu rồi? Hoa không mà các bạn. Đó, hôm nay nè. Đã quá. Năm nào Tết mình cũng lên này hết. Mình đi coi hoa đó. Trời chú cha, gió dữ vậy, chờ đi theo chị Mỹ Linh luôn đi. Đẹp quá này các bạn, hoa này hoa tú cầu mà đủ màu hết. Trời, hoa tulip nè. Đó, cái này tulip rẻ lắm các bạn ơi, ở đây trên chợ sỉ người ta mua về người ta cắm đó. Giờ sao giờ này người ta dọn vậy Mỹ Linh, mình đi lẹ Mỹ Linh ơi. Hoa hồng. Năm nay sao đào hồng không thấy mà đào trắng không à. Wow, hoa đào nữa nè, hoa đào hồng đây nè. Đẹp quá, nụ nhiều lắm Mỹ Linh, nó sẵn vậy đó. Thôi nó rụng rồi, cái này nè, cái này. Ê, đây nè Mỹ Linh. Yeah. Nè, hoa đào nè các bạn. Yes. Hoa năm nay sao hoa đào không thấy nó nở nhiều. Thời tiết không có thuận lợi đó các bạn, ở nhà Lan nó cũng không có nở gì hết trơn á. Cho nên mình đi kiếm hoa mình mua. Bảo đừng có phá hoa của người ta nghe. Ở đây đẹp nè các bạn, ở đây hoa khô nè, họ bán hoa khô. Cái vòng lá giả đó các bạn, để cho người ta cắm hoa giả đó. Ô, cái hoa này ngộ quá nè. Ngộ quá. Hoa này tulip. Trời ơi, mình mê quá, chắc mình chuyển mình bán hoa. Màu đủ màu luôn các bạn, màu xanh, màu tím, màu trắng, màu hồng. Này hoa, cái này giống cái bắp cải màu tím á, đẹp á, cắm hoa lên đẹp. Mấy cái này nữa nè, mấy cái này cũng rớt nè. Trời ơi, mấy cái hoa này dễ thương hay chưa nè. Thích quá. Đây nè các bạn. Người ta ngồi người ta bán hoa đó các bạn. Chợ này nó mở từ lúc sáng sớm nửa đêm rồi các bạn. Không, Lan không biết nó mở chắc từ nửa đêm á, tới 12 giờ rồi nó đóng cửa. Nó bán cho chợ sỉ đó các bạn, nó bán cho nên nó đóng cửa sớm. Người ta lấy sỉ về các chợ nhỏ người ta bán thì họ đóng cửa thôi. Quá trời đẹp luôn, nhiều hoa lắm các bạn ơi, lên đây là
lên đây là chỉ có ngắm hoa đã lắm. Chắc mình mà ở gần đây ngày nào mình cũng tới luôn á. Ở đây họ bán phụ kiện về hoa nè. Mua cái này để gói hoa hả Milin? Họ bán giấy để gói hoa đó, băng keo này kia. Đi qua bên chợ khác nha các bạn, ở đây là một cái chợ lớn. Cái tiền hoa đó đẹp. Cái gì vậy? Cái chỗ mang đó. Ờ, chỗ này, đi vô đây con, đi vô đây. Đây hôm mai nè, hôm mai nè. Về là nó vừa luôn á. Tại còn mấy ngày nữa, lần 10 ngày nữa hả? Không, 10 ngày nữa hả? 9 ngày hả? 9 ngày thôi hả? 9 ngày nữa Tết các bạn, bây giờ mua hơi sớm, mình lựa cái bóp bóp ha. Vô đây con. Người ta làm sẵn rồi các bạn, người ta cắm vô họ pha màu sẵn đó. Mình về mua này về bán thôi các bạn, đẹp quá ha. Trời ơi cái hoa này, cái hoa cẩm chướng vậy nó bự. Bự đẹp quá các bạn ơi. Cành này 15 đồng đó. 15 đồng một cành này hả? Một cành mấy cây? 5 cành hả? Hoặc là nó màu trắng mình không thích. Đi lẹ đó, xong cái mình đi về các bạn, người ta đóng cửa 12 giờ rồi. Mình không biết là có ở được không. Xong mình ra ngoài đường các bạn, ở ngoài đường nó có những cái tiệm nhỏ nhỏ nữa. Những cái shop hoa nhỏ nhỏ xung quanh đây nhiều lắm. Mà bây giờ mình không biết mua hoa gì để mình chơi luôn nè. Tại 9 ngày nữa thì nó cũng còn sớm. Đâu rồi, đi đâu mất tiêu ông bảo rồi. 9 ngày nữa nó còn sớm mà hoa năm nay hoa đào thì nó nở hết trơn. Hôm mai thì không thấy bông. Những cái hoa Tết đó, còn những cái hoa khác thì lúc nào cũng đẹp. Đó. Qua cái chợ khác nha các bạn. Ở đây là một cái chợ lớn rồi. Ờ nãy em có coi cái đó rồi mà chắc không biết mua cái gì, thấy cái nụ nó muốn tàn hết rồi. Cái này là một cái rồi, bây giờ mình đi qua bên này. Exit. Oh yeah. Xe đó con mình phải stop. Bây giờ mình entrance vô một cái chợ mới. Đó cái chợ đó đang ra đó các bạn. Bây giờ mình vô cái chợ mới nè. Oh yeah. Yeah, hoa đó nó bền lắm đó chị. Em chơi nguyên một năm luôn. Yes, để trong nhà đó. Nhưng mà cái hoa nó tàn nhưng mà cái cây nó bền lắm. Trồng nó lại được luôn. Nó nở, nó có nở bông lại không? Dạ có. Nếu mà bỏ vào vườn mình trồng nó nở lại á. Này lạ. Nhưng mà cái này thì lạ nè. Dạ lạ, cái đó lạ đó, năm nay mới thấy á. Thì lan nè. Này nhiêu cây, không biết nữa, để chị hỏi thử nhiêu cái. Các em cũng mua. Đây nữa, đủ màu luôn. Lên trên này là chỉ có nhiêu cái chị Diễm? 7 đồng. Không được á. Mua 2 cái. Dạ, đẹp á. Cắm đồ để cắm hoa luôn này các bạn. Đẹp quá luôn này. Người ta để cho chậu á. Tới đây nè Bảo. Đây nữa nè. Đó. Cũng rẻ hơn ở dưới mấy cái tiệm khác á, đang nghĩ vậy á. Phụ tùng cắm hoa. Mua hai cái này. Gì vậy con? Con đừng có lấy xuống con. Hai cái này. Babe, you need a tray? Con này các bạn. Giờ mình mua. Mình mua hai cái cây này mình để trên bàn đó. Bây giờ mình đi dạo dạo vô đây tiếp. Cái chợ này nó cũng lớn như cái chợ ở bên kia đó các bạn. Đây nè. Đó. Hai cái thiệt là to. Thấy không? Quá à, wow, hoa hồng đẹp quá nè. Trời ơi, hoa hồng nhung quá nha. Ôi ôi, đẹp quá. Màu này không đẹp bằng màu đỏ đẹp quá. Ốt, có màu tím đấy kìa. Trời ơi, màu tím cắm cái bông bi vô chung đẹp lắm luôn á. Quá đẹp luôn. Ở đây là cái tiệm hoa nè các bạn, một cái tiệm hoa người ta bán hoa sỉ nè các bạn. Đó, mình cứ lựa xong mình vô mình trả tiền rồi xong người ta gói lại thôi. Ở đây có nhiều tiệm lắm, giống như chợ hoa Hồ Thị Kỷ vậy đó các bạn. Đây một cái tiệm nữa. Đó, chợ hoa Hồ Thị Kỷ ở Việt Nam họ cũng bán vậy mà nó nhỏ hơn. Rất là nhiều hoa. Tiệm nữa nè các bạn. Hai. Đó, đây ông đứng ông bán á. Đó. Này hoa mai nè các bạn, cái mai này là mai chơi Tết đây. Đẹp á, đẹp á. Ở đó better. Còn hai bao này, cái này nhiêu? Cái này
thì 35 thì nó cao hơn. Ờ, Bảo ơi đứng đây coi người ta bắt á. Thôi đi về trước rồi. Đó, cái đẹp quá, đẹp quá. Chỗ này nó ít màu nhưng mà nó tulip, tulip. Dạ. Nhưng mà nó không có. Bây giờ mình đi chợ xong rồi, bây giờ mình đi ra xe mình cắt đồ. Cắt đồ xong mình ra về đường mình đi dạo tiếp. Hoa mà hoa đào trắng đẹp quá à, mà nó tết ai chơi màu trắng. Ok. Bây giờ người ta dọn hàng rồi các bạn ơi. 12 giờ là người ta dọn hàng rồi. Đó, người ta dọn hàng xong đi lên. Ok. Sao không thấy Lan Đất ha? Mấy cái xe đó người ta chở vô kho lạnh người ta để hay sao á, 12 giờ là nó dẹp à. Mình tranh thủ mình chạy như vịt á. Tại ở dưới nhà mình lên đây mắc một tiếng rồi. Xong rồi lát nữa mình về một tiếng nữa. Hoa Lan này đẹp này Bảo ơi. Ô Lan đẹp quá nè. Lên đây con. Hoa Lan, cái tiệm này tiệm Lan. 20 cái 20 hả? Ô cái này đẹp quá nè Hoa Lan. Lan này họ giảm giá 7 đồng mấy con cây rồi nè. Không phải tiệm này hả? Hoa này hoa địa lan nè. Ủa cái cây địa lan năm nay ít quá ha. Hoa magnolia đó. Magnolia này. Nó bông bự bự. Ở đây mình coi cái tiệm hoa lan trong này thử thôi. Nắm tay mẹ nè. Nè hoa lan nè. Lan này nhiêu nè? 15 đồng cây. 15 đồng. Wow, mấy cái này 23 đồng. Kho lạnh đó các bạn. Họ bán xong thì họ chở vô cái kho lạnh họ để. Trời ơi đẹp quá à. Ôi, 23 đồng cái cây này, 23 đô nhỏ xíu à. Kho này ngổ quá ha. Thấy cái màu mấy cái này nè. Đó, thu cho cái cây màu vàng nè. 14 đồng rưỡi, lan màu vàng. Hoa này lan giống như lan chừng nhện đó ha. Đỏ đẹp quá. Còn cái cây này họ uống đẹp quá nè. Họ uống cái nhánh đẹp quá à. 23 đồng. Đó, cái này cái búp nhiều á thì cái giá nó cao. Mà cái búp nó nở hết thì cái giá nó rẻ, nó sell. Thì mua là mua còn cái búp thì nó đẹp hơn. Đó. Cây này cũng 15 đồng, cái này đẹp quá ha. 15 đồng. Mấy cái này luôn nè các bạn, để trang trí lên cái cây hoa lan á. Đẹp quá à. Ồ, bây giờ mình lựa cái cây nào, mình không biết cái cây nào nữa. Mấy cái này nó đẹp quá mà không biết lựa cái nhánh nào đây. Wow, cái này nhiều nhánh quá nè. Yeah. $15 rẻ ha. Ồ, mấy cái này thì cũng 15. Chắc mình lựa mấy cây quá. Đóng cửa rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đi ra ngoài đường. Ở Los nó cũ kỹ lắm các bạn, nhìn nó cũ á. Đó, giờ mình ra đường mình coi mấy tiệm hoa ngoài đường. 12 giờ là trong nó đóng cửa hết rồi. Nó mở từ nửa đêm hả mấy Linh? 3 giờ sáng á, 12 giờ sáng là nó đóng cửa đây lên kéo. Bây giờ mình 5 giờ ở ngoài nó đâu có đóng cửa gì đâu, 5 giờ luôn hả? Là cho mọi người coi Los Angeles. Thôi giờ là hết cái idea rồi. Cái gì? Orchestra hả? Vậy hả? Đi về đi đâu để đi theo luôn chứ. Ở xa vậy? Bên cái khu đó hả? Xe bus ở trên Los à? Wow. Ờ, chỗ này tới chợ vải luôn rồi. Đây nè các bạn. Đó, đây là chợ vải. Đây mình sẽ cho các bạn coi một vòng ở chợ vải nha. Cho nó chín chín một giờ hả? Nè, bây giờ coi nè. Họ cho mình quay cho. Trong này đẹp quá nè. Qua wow, vải không rồi nè. Ăn nữa hả? Đang trong tiệm vải nè các bạn. Đồng chín chín một giờ. Everything đồng chín chín. Bây giờ Lan đi coi giải xong rồi Lan về luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và subscribe để ủng hộ mình nha các bạn. Bye, thank you for watching.